Xin kính chào quý vị và các bạn. Các sản phẩm đến từ Sony luôn để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Bồi hồi có, chờ đợi có, vui có, buồn có, thất vọng cũng có luôn. Và trong video hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc Xperia C4, một trong những sản phẩm hot nhất ở phân khúc tầm trung đến từ Sony. Với các sản phẩm đến từ Sony từ trước tới nay, người dùng sẽ quan tâm đến khá là nhiều yếu tố. Tuy nhiên thì có 4 yếu tố mình quan tâm nhiều nhất. Thứ nhất đó là về thiết kế này. Thứ hai là về màn hình. Thứ ba là về khả năng chơi nhạc. Và thứ tư là về camera. Điều đầu tiên mình muốn nói đến đó là về thiết kế. Với kích thước màn hình là 5,5 inch cộng với thiết kế như thế này, với cạnh phía trên và phía dưới của màn hình được làm chênh lệch nhau khá nhiều. Ở phía trên thì trông nó rất dày, còn ở phía dưới thì trông nó mỏng. Cộng với 3 phím cảm ứng ở phía bên trong màn hình, nhìn các bạn có thể thấy nó hơi mất cân đối một chút. Tuy nhiên thì khi vào với các ứng dụng thì ba cái phím này nó trở thành màu đen, nhìn thì khá là cân đối. Tuy nhiên với một số game, ứng dụng nó đã làm ẩn đi ba phím này, thế nên là trong quá trình cầm nắm sử dụng thì cảm thấy nó hơi chênh lệch một chút. Giá mà ở phía trên Sony làm mỏng đi một chút thì chúng ta sẽ có một thiết kế hoàn hảo hơn, đẹp đẽ hơn. Với các phần tiếp giáp giữa mặt lưng và cạnh viền được bo cong nhẹ nhàng và làm từ nhựa nhám, cầm trong tay sản phẩm này rất là thoải mái. Nó không hề để lại chúng ta cảm giác trơn trượt, cầm trong tay rất chắc chắn. Và khi sử dụng ngoài đường hay là khi sử dụng máy bằng một tay thì người dùng sẽ không lo nó bị rơi rớt. Tuy nhiên thì vẫn có một điểm yếu, đó là mặt lưng này để lại tương đối nhiều mồ hôi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Mặc dù nó cũng rất dễ lau, tuy nhiên thì người dùng sẽ phải lau đi lau lại rất nhiều để có thể có được một mặt lưng đẹp, sáng bóng. Điều thứ hai về chiếc C4 này đó là về màn hình. Sở hữu màn hình kích thước là 5,5 inch, độ phân giải là Full HD. Màn hình này sử dụng công nghệ IPS, các màu sắc được Sony làm rất tốt, nhìn cực kỳ thích mắt luôn. Với các chế độ hiển thị khác nhau, người dùng có thể có nhiều tùy chọn. Chiếc C4 này vẫn sở hữu công nghệ Mobile Bravia Engine 2 cho chúng ta hình ảnh tốt hơn khi xem phim, khi chụp ảnh. Hay là chế độ siêu chống động giúp các màu sắc được đẩy lên khá là nhiều. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm khi xem phim cực kỳ sống động. Đó là những điểm hay về màn hình này. Màn hình này khi sử dụng ngoài trời vẫn cho độ sáng cao, có thể sử dụng dễ dàng, góc nhìn của nó cũng rất tốt. Khi mình chơi một vài game như kiểu là chơi VR chẳng hạn, mình có nghiêng các góc đi để nhìn cho dễ thì chiếc máy này vẫn cho chúng ta một góc nhìn cực kỳ bắt ạ. Mình có thể nhìn sát màn hình và vẫn đem lại chúng ta cái cảm giác chính xác. Màn hình của Sony từ trước đến nay vẫn được đánh giá tương đối cao. Tuy có một vài thế hệ nó làm không tốt, tuy nhiên thì trong những năm gần đây, từ các sản phẩm cao cấp đến trung cấp, nó đều thể hiện một màn hình rất tốt. Và chiếc C4 này cũng không phải là ngoại lệ. Với màn hình này, chúng ta đã có những cái trải nghiệm về nhìn rất tốt rồi. Tuy nhiên thì về phần nghe, tức nghĩa là về nghe nhạc, thì nó lại đáp ứng chưa tốt. Mặc dù nếu các bạn sử dụng qua tai nghe, chúng ta sẽ có nhiều cái tính năng hay, thú vị. Sony đã trang bị cho chúng ta công nghệ Clear Audio Plus giúp tối ưu hóa cài đặt âm thanh này. Hay là người dùng cũng có thể tùy chỉnh được các hiệu ứng âm thanh như là bộ chỉnh âm này. Đó, có thể tùy chọn là tăng bass lên. Mình rất thích cái Clear Bass của Sony. Nó làm cho mình nghe bass nhiều hơn, thích hơn, nghe cực kỳ phê. Bass của nó không bị quá đau tai, nghe rất là êm tai nhưng nó vẫn có đủ độ sâu. Hay là chế độ âm thanh vòng. Đó, khi là chọn nghe theo tai nghe này, chọn theo hiệu ứng phòng thu, hiệu ứng câu lạc bộ hay là hiệu ứng trong phòng hòa nhạc, rất là hay. Và các bạn có thể có những cái trải nghiệm nghe nhạc rất tốt bằng tai nghe, đặc biệt là khi Sony đã có những cái tùy chọn để tối ưu những cái tai nghe của mình tốt hơn. Ở đây các bạn có thấy là một list những cái tai nghe mà Sony đã hỗ trợ. Về tai nghe là như vậy, tuy nhiên thì loa ngoài của nó lại không được tốt. Loa ngoài của nó, mặc dù sản phẩm này là không chống nước, tuy nhiên thì loa ngoài của nó chỉ vẹn vẹn có một góc ở phía bên dưới này, rất là nhỏ. Và trong khi trải nghiệm về âm thanh này thì nó đem lại cho mình cái cảm giác phải nói là hơi thất vọng một chút. Không hiểu tại sao Sony lại làm cái sản phẩm của mình mang đậm tính giải trí như vậy, tuy nhiên thì loa ngoài lại rất là bé, chất lượng âm thanh thì lại không tốt. Đó là một điểm trừ của sản phẩm này. Và cái cuối cùng đó là về camera. Sở hữu camera trước, độ phân giải là 5 megapixel. Camera tự sướng này được trang bị cả đèn flash LED. Và cùng với đó camera có rất nhiều tính năng hay, thú vị. Và mình cực kỳ khoái với camera này. Và chất lượng chụp ảnh ở camera trước này cũng rất tốt. Góc nhìn rộng, người dùng có thể wifi, selfie cả nhóm được luôn. Cùng với đó là các tính năng hay như kiểu là mặt nạ AR này. Người dùng có thể thêm các khuôn mặt mà Sony đã trang bị sẵn, áp thẳng vào khuôn mặt của mình. Đó, trông nó rất là thú vị. Các bạn có thể thấy ngay ở trên màn hình này. Đó, mình có thể ghép được nhiều khuôn mặt, trông như cả Tập Cận Bình này, nhìn là muốn đấm rồi. Hay là người dùng có thể thêm được cái khuôn mặt của bạn bè mình, thêm khuôn mặt của người khác vào thẳng khuôn mặt của mình luôn. Cái tính năng này rất là hay, có thể add được thêm nhiều khuôn mặt để chúng ta có thể bắt chước được họ. Đó, đây là mặt bạn của mình, trông rất là kinh dị. Tính năng này thì có vẻ như chỉ làm được cho vui thôi, chứ nó không thực sự là chuẩn xác. Camera sau của chiếc C4 này thì sở hữu độ phân giải là 13 megapixel. Camera này cho độ chi tiết rất tốt,
Ở trong các bức ảnh mà mình đã chụp thử thì nó thể hiện độ chi tiết cao, chụp ảnh cho các màu sắc tương đối trung thực. Đặc biệt là trong điều kiện đủ sáng thì camera này bắt nét tương đối nhanh, các màu sắc được tái tạo rất tốt. Và đặc biệt là ở nền trời, nó làm hơi xanh đậm lên một chút, khiến cho chúng ta có những trải nghiệm về hình ảnh cực kỳ bá đạo. Trong điều kiện thiếu sáng thì camera này bắt nét hơi chậm, hình hơi bị biệt lại một chút. Tất nhiên rồi, chụp ảnh thiếu sáng mà. Và khi sử dụng đèn flash thì cái tông màu đèn flash này mang lại cho chúng ta vẫn tương đối tốt. Các màu sắc thì hiển thị gần như là giống so với cái màu sắc của cái đối tượng mà người dùng muốn chụp. À, quên mất đấy, còn hai thứ mà mình muốn nói đến nữa, đó là về hiệu năng và thời lượng pin. Cả hai điều này thì đều được Sony làm rất tốt. Khi sao diện đã được Sony tối ưu rất nhẹ, sử dụng rất mượt mà, hiệu năng của sản phẩm này đều rất tốt. Qua các bài test so với các đối thủ khác hay là khi chơi game, nó đều rất là mượt mà. Và cùng với đó là thời lượng pin tốt, với dung lượng pin là 2600 mAh, được Sony tối ưu rất tốt. Thế nên là nó vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày một cách thoải mái. Mình đã sử dụng khi chơi game này, với khoảng được 4 giờ on screen với một vài game nhẹ, thường xuyên lướt web, lướt Facebook, thì nó vẫn đem đến cho mình một cái thời gian sử dụng tương đối tốt, có thể sử dụng vẹn vẹn trong ngày mà không phải lo là mang theo sạc hay là pin dự phòng. Với những nhu cầu mà nhiều hơn thì người dùng có lẽ là sẽ phải mang theo pin dự phòng, nó không có thể trụ được nguyên vẹn trong ngày mà với các nhu cầu nặng như vậy. Trên đây thì mình đã gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc Xperia C4. Nó có những điểm mạnh cũng như những điểm yếu riêng. Điểm mạnh thì cũng có rất nhiều về màn hình, về camera này, về hiệu năng, về thời lượng pin. Tuy nhiên thì nó cũng sở hữu một vài điểm yếu ở thiết kế này, ở cái loa ngoài. Và đặc biệt là sản phẩm này sẽ không có tính năng chống nước, thế nên là trong mùa hè này khi mang đi du lịch thì các bạn phải rất cẩn thận, không để nó rơi xuống biển, sẽ đi luôn chiếc C4 này đấy. Nếu các bạn quan tâm đến giá bán cũng như các khuyến mại kèm theo thì hãy truy cập ở website techone.vn và đến ngay với các cửa hàng TechOne gần nhất để có thể trải nghiệm chiếc Xperia C4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. TechOne, uy tín và giá trị đích thực.